câu lạc bộ Thanh Hóa chia tay công thần. Thông tin chuyển nhượng V-League 2024-2025 mới nhất từ đội Thanh Hóa, câu lạc bộ này đã chia tay tiền đạo Hoàng Đình Tùng. Trần Sút sinh năm 1988 hết hạn hợp đồng với đội bóng xứ Thanh và hai bên đường ai nấy đi. Hoàng Đình Tùng được coi là công thần của Thanh Hóa bởi tiền đạo này có 11 mùa giải chơi cho đội bóng xứ Thanh ở V-League. Mùa giải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Đình Tùng là ở V-League 2015 khi ghi tới 13 bàn cho Thanh Hóa. Từ năm 2020 tới nay, vai trò của Hoàng Đình Tùng ở Thanh Hóa giảm dần, số phút thi đấu cũng ít đi theo thời gian. Hai mùa giải gần nhất dưới thời của huấn luyện viên Popov, Đình Tùng ra sân vỏn vẹn 3 trận và không ghi được bàn thắng nào. Sau khi chia tay Thanh Hóa, Hoàng Đình Tùng đã viết tâm thư trên trang Facebook cảm ơn người hâm mộ rằng: "Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ cùng toàn thể mọi người ở câu lạc bộ Thanh Hóa. Cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi khi khoác lên mình chiếc áo và thi đấu cho đội bóng xứ Thanh. Tôi luôn cảm thấy vinh dự khi trở thành một phần của đội bóng này. Tôi xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công." Dưới bài đăng của mình, Hoàng Đình Tùng cũng nhận được nhiều lời cảm ơn cũng như chúc cầu thủ này may mắn. Trong đó có cả huấn luyện viên Popov. Nhà cầm quân này viết rằng: "Cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu là tấm gương tốt nhất cho sự chuyên nghiệp và cống hiến cho bóng đá. Mọi người nhớ cậu rất nhiều, chúc cậu gặp nhiều may mắn trong tương lai." Patrick Lê Giang úp mở về tương lai. Sau mùa giải 2023-2024, Patrick Lê Giang đã rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và trở lại Công an Hà Nội. Ngày 8 tháng 7, đội bóng ngành công an thông báo đã đạt thỏa thuận và Patrick Lê Giang sẽ tiếp tục thi đấu cho Công an Hà Nội ở mùa giải 2024-2025. Tuy nhiên, ngay sau khi câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo về tương lai của Patrick Lê Giang thì thủ thành này đã phản hồi rằng vẫn chưa ký gia hạn hợp đồng với đội bóng ngành công an. Trong thông báo mới nhất trên trang Facebook cá nhân của mình, Patrick Lê Giang đã úp mở về tương lai. Thủ thành này viết: "Tôi rất tự hào và biết ơn khi là thủ môn nằm trong đội hình tiêu biểu của V-League 2023-2024, lọt top 11 cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Đó là một mùa giải đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi rất trân trọng tình yêu của quý vị và tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình để đáp lại tình yêu đó, dù là trong hay ngoài sân cỏ, để cống hiến cho đất nước Việt Nam xinh đẹp này. Có rất nhiều điều thú vị nữa sẽ đến. Chúng ta hãy tiếp tục đi cùng nhau nhé." Dòng trạng thái của Patrick Lê Giang khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam mừng thầm, bởi rất có thể thủ thành này sẽ trở lại Việt Nam để chơi bóng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lo ngại Patrick Lê Giang sẽ không về V-League chơi bóng nữa. Mùa giải 2024-2025, bóng đá Việt Nam có hai suất dự cúp C2 châu Á là đội vô địch V-League và đội vô địch cúp quốc gia. Theo kết quả các giải bóng đá trong nước thì Nam Định và Thanh Hóa là hai đội sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài ở giải đấu này. Tuy nhiên, câu lạc bộ Thanh Hóa đã trình đơn lên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xin không tham gia tranh tài ở cúp C2 châu Á và đã nhận được sự chấp thuận. Do đó, Việt Nam chỉ còn một đại diện là Nam Định tranh tài. Trong thời điểm mà truyền thông rầm rộ đăng tin về sự việc của câu lạc bộ Thanh Hóa, huấn luyện viên Popov đã có phản ứng trên trang Facebook cá nhân của mình. Theo đó, trong dòng tin của mình, huấn luyện viên Popov đăng ảnh có logo của câu lạc bộ Thanh Hóa kèm lời bình luận: "Tôi đã từng chứng kiến đủ những chuyện tào lao trước đây, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chứng kiến điều gì ngốc nghếch hơn thế." Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch cúp quốc gia 2023-2024, câu lạc bộ Thanh Hóa đã gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Popov thêm 2 năm. Dù xin không tham gia cúp C2 châu Á, nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn sẽ chinh chiến ở cả 3 đấu trường trong mùa giải 2024-2025 là V-League, cúp quốc gia và ASEAN Club Championship. Chiều nay 21 tháng 7, đội U19 Việt Nam bước vào loạt trận thứ 2 bảng B giải U19 Đông Nam Á 2024 gặp U19 Australia. Đây là trận đấu mà U19 Việt Nam phải thắng mới mong có cơ hội vào bán kết. Ở trận đấu này thì U19 Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn so với trận gặp U19 Myanmar. Các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại thiếu hiệu quả trong những đường truyền quyết định. Trong 45 phút đầu tiên thì U19 Việt Nam phòng ngự không tốt,
để đối phương ghi liền hai bàn thắng. Trong hiệp 2, thì U19 Việt Nam dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự khiến U19 Việt Nam nhận thêm 3 bàn thua nữa. Ở chiều ngược lại, thì U19 Việt Nam cũng có 2 bàn thắng, đó là pha sút xa của Quang Dũng cũng như bàn thắng trên chấm phạt đền của Bảo Long ở phút 86. Tuy nhiên, cơn ác mộng của U19 Việt Nam chưa dừng lại ở đó, khi U19 Việt Nam nhận bàn thua thứ 6 ở phút 90+7. Chủ cuộc, U19 Việt Nam thua 2-6 trước U19 Australia. Với thất bại này thì U19 Việt Nam gần như không còn có cơ hội vào bán kết. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm nay ngày 21 tháng 7 thì U19 Việt Nam bước vào loạt trận thứ 2 tại bảng B vòng giải U19 Đông Nam Á 2024 gặp đối thủ là U19 Australia. Chúng ta biết rằng là ở lượt trận ra quân thì U19 Việt Nam của chúng ta đã bị cho U19 Myanmar cầm hòa với tỷ số 1-1, và với kết quả đó cộng với việc mà U19 Australia thắng tới 6-0 U19 Lào ở trận đấu ra quân thì U19 Việt Nam lâm vào cái thế khó trong cái việc giành vé bán kết. Bởi vì nếu như muốn giành vé bán kết thì chúng ta phải giành được ngôi nhất bảng hoặc là đứng ở cái suất thứ nhì, có thành tích tốt nhất. Thì để mà có được cái điều đó thì U19 Việt Nam buộc phải đánh bại được U19 Australia. Một kết quả hòa đối với U19 Việt Nam cũng là bất lợi, bởi vì ở những cái bảng đấu còn lại, đặc biệt là ở bảng C ấy, nơi mà U19 Thái Lan và U19 Malaysia khả năng cực kỳ cao là họ sẽ có ít nhất là 6 điểm. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ có phải kiếm được 6 điểm hoặc là phải 7 điểm thì chúng ta mới có cơ hội. Thì ở cái trận đấu với U19 Australia, U19 Việt Nam của chúng ta đã nhập cuộc rất là tốt. Nếu như để so sánh với trận đấu trước ấy, thì đây là trận đấu mà U19 Việt Nam của chúng ta đã cải thiện rõ rệt về mặt lối chơi cũng như là cách thi đấu. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề mà U19 Việt Nam không cải thiện được, đó chính là cái khả năng kết nối với nhau ở trước vòng cấm của đối thủ, tức là ở 1/3 sân đối phương thì những cái đường truyền của U19 Việt Nam của chúng ta cái độ chuẩn xác là chưa cao, và chúng ta vẫn có nhiều pha xử lý bóng mang tính chất cá nhân và hơi lắt nhắt chứ không mang cái tính chất đồng bộ, cái đồng điệu trong cái cách chơi. Vì thế cho nên là những cái cú dứt điểm cũng như là pha phối hợp của chúng ta dễ dàng bị hàng thủ của U19 Australia cắt mất. Và ở cái chiều ngược lại thì do đội hình là dâng lên cao để mà tìm kiếm cái bàn thắng mà chúng ta buộc phải thắng, thì hàng thủ của U19 Việt Nam chúng ta đã chơi không tốt và để cho đối thủ khai thác rất là triệt để. Thì trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U19 Việt Nam chúng ta đã để cho Nice Dobsky đã ghi 2 bàn thắng để dẫn trước với tỷ số 2-0. Thì trong hiệp thi đấu thứ hai thì cầu thủ này cũng đã hoàn tất cú hat-trick, đúng không ạ? Thì hiệp thi đấu, hàng thủ của đội tuyển U16 Việt Nam ở trận đấu này là chơi không tốt và liên tục mắc những cái lỗi, và đội U19 Australia họ phản công chuyển trạng thái nhanh và họ kỹ lưỡng rất là tốt. Vì vậy mà sang hiệp thi đấu ra thì chúng ta đã thua, bị dẫn trước với tỷ số là 3-0. Thì đến phút thứ 57, Quang Dũng đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho U19 Việt Nam. Và cái bàn thắng này Quang Dũng, đây là bàn thắng thứ hai cầu thủ này, và đều đến từ những bàn thắng rút xa. Như ở cái chương trình trước Thể Thao đã nói rồi, cái bàn thắng của U19 Việt Nam ở trận đấu với Myanmar nó mang nặng cái dấu ấn cá nhân. Thì ở trận đấu này Quang Dũng cũng, cái bàn thắng đó cũng mang cái dấu ấn cá nhân khi mà tung cái cú sút từ ngoài vòng cấm địa đánh bại thủ môn của U19 Australia. Thì mặc dù đây là bàn thắng giúp đánh tỷ số xuống 1-3 thật, nhưng mà sau đó thì nó không giúp cho U19 Việt Nam có được cái thế trận nó sáng nước hơn, bởi vì là chúng ta vẫn chơi khá là bế tắc, và kết quả là chúng ta vẫn bị những cái đòn phản công và chúng ta thua. Ở hiệp thi đấu này thì chúng ta, trong hiệp thi đấu thứ hai thì chúng ta thua thêm 4 bàn nữa để mà cho đối thủ ghi được gần tới 6 bàn thắng, và chúng ta chỉ có một bàn thắng ở phút thứ 86 nữa do công của Bảo Long trên chấm phạt đền mà thôi. Thì đây cũng là tình huống mà thủ môn của đội bạn chủ quan, là chúng ta mới có được quả phạt đền khi mà dây bóng như để Công Phương cướp được và phạm lỗi với Công Phương thì có được cái tình huống sút phạt đền, và Bảo Long đã có được bàn thắng. Và chung cuộc thì U19 Việt Nam của chúng ta nhận thất bại với tỷ số là 2-6 trước U19 Australia. Và với cái thất bại này thì U19 Việt Nam gần như là 99% là bị loại rồi. Bây giờ chúng ta tối đa chúng ta chỉ có được 4 điểm thôi, và 4 điểm này thì
và chưa chắc chắn đã có được vị trí thứ nhì, bởi vì là ở trận đấu sắp tới đây chưa chắc là U19 Myanmar họ lại thua đậm U19 Australia đâu, vì lượt trận cuối thì hai đội bóng này khả năng là thi đấu cò cưa với nhau thôi. Cho nên là ở lượt trận cuối U19 Việt Nam dù gặp U19 Lào thật, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cho dù chúng ta có thắng đậm đến mấy chẳng nữa thì chúng ta vẫn sẽ rất là khó để mà có được cái vị trí thứ nhì ở bảng đấu, chứ đừng nói là vị trí thứ ba hay mọi người nhé. Thì ở cái trận đấu kế tiếp sau nữa ấy, ở trận đấu kế tiếp thì chúng ta biết rằng ở bảng C thì U19 Thái Lan với U19 Malaysia thì gặp những đối thủ rất là nhẹ ký, thì là Thái Lan thì gặp Brunei còn Malaysia gặp Singapore. Nếu như hai đội bóng này cùng thắng ấy thì vào ngày mai thì chúng ta biết ngay U19 Việt Nam chúng ta chưa cần thi đấu lượt trận thứ ba cũng đã biết được cái số phận của mình rồi, vì là chỉ cần là U19 Thái Lan và U19 Malaysia chỉ thắng ở trận lượt trận ngày mai thôi là U19 Việt Nam hết cơ hội, vì là khi đó cái đội nhì bảng tốt nhất thì ít nhất đã có 6 điểm rồi, thì U19 Việt Nam chúng ta là có dù đá thắng ở trận đấu còn lại với 100 bàn hay chăng nữa thì vẫn chỉ có được 4 điểm thôi, và chúng ta nguy cơ là bị loại rồi. Nói chung là với cái thất bại trước U19 Australia thì U19 Việt Nam cũng chuẩn bị tinh thần rồi, đúng không ạ? Rất là đáng tiếc vì ở giải đấu này thì chúng ta nằm ở cái bảng đấu nó cũng tương đối là khó khăn, đúng không ạ? Vì gặp ngay U19 Australia, còn cái bảng A thì lại nhẹ ký quá, đúng không ạ? Nếu chúng ta nằm ở cái bảng A thì tốt, nhưng mà chúng ta lại nằm ở cái bảng B này thì gặp ngay U19 Australia, một đội bóng rất là mạnh, nên chúng ta thua là điều bình thường thôi. Nhưng mà cái điều đáng tiếc nhất của U19 Việt Nam đó chính là chúng ta không thắng được U19 Myanmar. Nó dẫn tới một cái quả là chúng ta buộc phải chơi tấn công trước U19 Australia ở trận đấu ngày hôm nay, và rồi thì chúng ta đã nhận thất bại rất là đậm với một set đấu của tennis, đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị các bạn có đánh giá gì về màn trình diễn của U19 Việt Nam ở giải đấu năm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày trên kênh của Thuật Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình livestream diễn ra vào tối nay và những chương trình tiếp theo của Thuật Thể Thao.